Vâng, mình chào anh em. Hôm nay shop Zipman sẽ giới thiệu cho anh em xem một chiếc Zippo cao cấp anh em nhé. Chiếc Zippo cao cấp và shop mình sẽ sale cho anh em chơi nhé. Đấy, sale luôn, và chơi cái dịp Tết này. Thì sản phẩm này mình cũng có dịp nhập cách đây cũng khá là lâu ấy. Tuy nhiên là cái này mình bị sót trong kho, nó nằm bên dưới kho. Thì lâu lắm rồi không để ý. Nhiều người hỏi là mình báo hết rồi anh em nhé. Tuy nhiên là hôm nay kiểm tra kho để thanh lý dịp Tết thì mình thấy cái này thì mình sale cho anh em chơi nhé. Đấy, hộp nó được đựng trong cái hộp mà hộp gỗ là cái này là gỗ tre anh em nhé, làm từ cái tre nó ép ra. Đấy, nó như thế anh em nhé. Hộp gỗ này thì nó chỉ đựng trên những cái cây cao cấp thì mới có thôi, còn những cái cây phổ thông là sẽ không có cái hộp gỗ như thế này đâu anh em nhé. Đấy, cái này anh em có thể mua để sưu tầm sử dụng hoặc là làm quà tặng anh em nhé. Và cây này thì cũng thật là trùng hợp thì nó cũng có chủ đề về con rồng anh em nhé. Rồng năm Giáp Thìn này thì anh em có thể tham khảo cái này. Đây là một cái cây Zippo xuất Nhật. Ban đầu nó là một cái cây Zippo bình thường thôi anh em nhé. Bình thường nó trơn trơn ấy. Ví dụ cái này là có chủ đề rồi thì ban đầu là cái này nó trơn, nó không có chủ đề gì cả. Sau nó được ốp thêm cái vỏ này anh em nhé. Vỏ này này rất là nặng. Anh em cầm khi mà anh em cầm trên tay thì mới cảm nhận được cái độ nặng của nó. Nó nặng phải gấp hơn gấp 2 lần, gần gấp 3 lần một cây Zippo bình thường anh em nhé. Rất là nặng luôn. Và cái vỏ này là nó bọc bằng đồng anh em nhé. Đấy, bọc bằng đồng. Nếu như nhà anh em mà có các cái lư hương ấy, cái lư hương của đời mới ấy, mà nó lúc nào nó cũng vàng vàng ấy, thì cái đồng này nó cũng tương tự như cái đồng đấy anh em nhé. Đồng thì cái lư hương ngày xưa ấy, nó sẽ có hai loại anh em nhé. Một là cái loại mà đồng mình dùng lâu ấy thì nó sẽ ngả ngả đen 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 dần dần ấy, giống như những cái chuông ấy. Còn một loại thứ hai là đời mới thì nó cũng là bằng đồng, tuy nhiên là lúc nào nó cũng sáng như thế này anh em nhé. Thì cái này là tương tự như thế anh em nhé. Mình nói qua cho anh em để anh em mường tượng ra được là cái chất liệu nó như thế nào. Thì sản phẩm đây anh em nhé. Ngoài cái chất liệu bằng đồng ra thì nó có những cái màu trắng đây. Thì cái màu trắng này là bằng inox anh em nhé. Thép trắng không gỉ. Để làm để tạo điểm nhấn cho cái sản phẩm. Đấy anh em nhé, là sơ lược là như thế. Còn bây giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết cho anh em xem. Thì trên đỉnh đầu của cái cây Zippo này thì nó có cái đầu của con rồng đây anh em nhé. Miệng con rồng đây rất là đẹp này. Đấy, nó như thế. Sau nó quấn quanh cái cây bật lửa anh em nhé. Và bên chân phải đây thì đang cầm cái viên ngọc đây. Đấy, quấn luôn này. Thì dưới đây cũng là một cái chân nữa anh em nhé. Cái thân của con rồng đây nó làm nổi rất là đẹp. Đấy, bên đây thì cũng có một cái chân nữa này. Đấy, trên đây thì cũng có một cái chân nữa. Thì rồng có bốn chân anh em nhé. Nó như thế. Cái cây này là nó được công ty Zippo bán ra những cái vỏ cái cây Zippo phổ thông, xong rồi những cái công ty thiết kế bên Nhật ấy, họ mua về để xong họ thiết kế design lại anh em nhé. Cái này nó sẽ không có tem. Bản lề của cái này thì có 5 chấu anh em nhé, 5 chấu đều tròn và kín. Nó như thế. Ở đây thì nó có lồi ra một cái thân của con rồng đây, thì nó như thế là một cái móc anh em nhé. Anh em nếu mà có cái móc thì anh em có thể móc vào đây. Đấy, như thế. Và bên dưới mộc đáy sản phẩm đây anh em nhé. Mộc đáy thì cái ruột bên trong là cũng là bằng đồng luôn. Cũng là bằng đồng luôn anh em nhé. Nét chữ là khắc rất là rõ ràng luôn. Đấy, còn cái này thì nó bọc ở bên ngoài đây, thì anh em có thể nhìn thấy được cái độ dày của nó. Thì nó dày tầm khoảng gần một ly gì đấy anh em nhé, tầm khoảng nửa ly gì đấy. Cái độ dày của cái vỏ này, đấy, cỡ đấy thôi mà vẫn còn là rất là nặng anh em nhé. Cái này thì đầm tay. Sản phẩm này thì shop mình bán ra sẽ có bảo hành cho anh em về cái bản lề này và cái lưỡi gà bên trong anh em nhé. Tuy nhiên anh em dùng cây này thì hạn chế cái việc rơi rớt. Tại vì là khi mà rơi rớt thì nó rất là nặng, thì nếu mà nó nặng quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bản lề này anh em nhé. Nên anh em dùng cái bảo quản tốt là được. Hiện tại ở miền Bắc đang rất là lạnh anh em nhé, tính tầm khoảng 7 độ thôi. Đấy nên là tay mình rất là cóng, bật ra cũng rất là khó, rất là cóng tay anh em nhé. Đây, về cái âm thanh sản phẩm này
Thì anh em nghe nhé, cái âm thanh sản phẩm thì cây này nó hầu như là âm thanh nó sẽ không hay được, không bao giờ có thể hay được với những cái dòng ốp như thế này nhé. Tại vì là bản thân cái ốp như này là nó có chức năng là hấp thụ âm thanh rồi. Khi mà mình cho cái âm thanh nó bắn vào cái phần nắp này thì bao nhiêu nó cũng rung động, thì nó cũng hấp thụ bởi cái phần vỏ bên ngoài đây rồi anh em nhé, nên nó sẽ không thể kêu hay được. Đấy, cái này nó sẽ chơi thiên về chủ đề và hình ảnh thôi anh em nhé. Bền thì cái này rất là bền luôn. Còn nếu anh em nào đang có câu hỏi là có thể tháo được cái vỏ này ra không, thì mình khẳng định luôn cho anh em cho nó nhanh là không thể tháo được anh em nhé. Không bao giờ có thể tháo được. Cho anh em dù anh em cố tình tháo cũng không thể tháo được. Cái vỏ nó này rất là dày dặn. Đấy, bên trong nó như thế. Cái này thì trên thị trường có thể là đang bán với giá tầm khoảng trên dưới 3 triệu đồng anh em nhé. Có thể là bán trên dưới 3 triệu đồng. Đấy, mình đã từng gặp rồi. Ở ngày trước, cách đây tầm khoảng gần một năm trước thì shop mình đang bán với giá là 2.090.000 đồng anh em nhé, 2.090.000 đồng. Đấy, tuy nhiên dịp này về Tết thì mình sẽ xử lý các mẫu cũ cho anh em, thì mẫu này mình sale cho anh em chơi nhé, giá chỉ là 1.750.000 thôi, 1.750.000, giá rất là hợp lý luôn này anh em nhé, hầu như là mình bán không có lãi rồi anh em nhé. Đấy, nên là anh em nhanh tay thì còn, cái này mình chỉ có 3 cây thôi anh em nhé. Vâng, ok, anh em muốn lấy thì đọc đúng cho mình cái mẫu mã số này XN21 anh em nhé. Mọi thông tin chi tiết anh em cứ lên Google và chữ zipman.vn nhé. Vâng, em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like. Mình chào tạm biệt.